À. nó hiện cho anh, nó sẽ mất việc. Xong em bấm vào đây đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Xong rồi dí vào nút này là sao? Không ạ, không cần Chỉ phải dí vào. dí vào nút này là bật được Vâng. rồi. Vâng. Đây bây giờ em chị tưởng tượng nhá. Bắt đầu nhá. Chị cho nước giặt nước riết vào đi. Dạ vâng. Rồi, xong chị bấm vào đây nhá. Ném đồ đi, ném đồ vào đi. Đó. Sau đó thì bây giờ chị muốn giặt cái gì? Chế độ nào? Đấy. Ví dụ vải cốt tông nhá. Đây, nó đang tính toán hết rồi. Vâng. Chị không cần phải tính toán gì nữa. Vâng. Ấn giặt nhá. Đấy. Dạ. Thế thôi là xong. Dạ vâng. Còn sau này mình giỏi hơn ấy. Sau này mình giỏi hơn, mình thấy rằng là quen cái áo này của thằng cô nó vâng. nó bẩn quá, mình muốn vâng. cho nó thêm một tí chẳng hạn, thì bây giờ đây nhá, ví dụ chế cốt tông nhá. Đây. Cốt tông đây. Bây giờ kia mình muốn cho cái áo của thằng cu nó sạch hơn một tí nữa chẳng hạn đúng không? Vâng. Thì bây giờ mình ấn thêm vào đây. Đấy, mình xoay về thêm chức năng này. Giật sơ cho nó đi. Giật kỹ cho nó đi. Vâng. Ngâm bóng bóng cho nó đi. Vâng. Thêm nước xả cho nó đi. Vâng. Đấy. Thêm nước giặt cho nó đi. Đấy. Đúng không ạ? Vâng. Đấy, xong bắt đầu mình ấn lưu. Đấy, thì chị thấy không? Thời gian nó có tăng lên đấy. Vâng. Đấy, thời gian nó nãy là 1:57, 47 giờ là 1:57. Dạ. Tôi sẽ lưu ý một cái chức năng giặt sơ nhá. Cái giặt sơ chính là như này này, mình hiểu nó cái chức năng giặt sơ của nó như này. Ví dụ quần áo của thằng cu nó quá bẩn. Dạ. Nó đùa nghịch quá bẩn thì hoặc là quần áo của trẻ con nên nó có cứt phân bẩn ị đấy chẳng hạn. Dạ. Thì người ta cho xà phòng ở đây. Vâng. Xong đó thì chị hình dung như kiểu mình giặt tay ấy, mình vò qua đi, xong bắt đầu mình đổ cái nước đấy đi, sau đó mình mới cho nhiều xà phòng để mình giặt bình thường. Dạ, dạ. Hiểu cái chế độ giặt sơ của nó là như vậy. Nhiều người không hiểu chế độ giặt sơ. Sơ là như mình hiểu là sơ qua đi, xong đổ đi để cho nó hết cái cặn bã nó đi. Đấy, chị hiểu ý chưa? Dạ. Vâng.